Con người tham lam. Ở ngày xưa, có một người đàn ông sống hiền lành bên người vợ trong một làng hẻo lánh trên núi cao. Hai vợ chồng đã rất già, lại không có con cái. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn. Họ yếu đến nỗi không thể làm nổi tất cả các công việc hàng ngày, nhưng họ rất thương yêu nhau và cả hai đã nguyện với nhau rằng khi thời điểm cái chết đến gõ cửa nhà họ, họ muốn được chết cùng nhau. Họ biết thời điểm đó chắc cũng chẳng còn lâu lắm nữa. Nhưng rồi có một việc xảy ra làm thay đổi tất cả. Nó bắt đầu vào một buổi sáng khi ông lão vào rừng đốn củi và nhặt nấm. Buổi sáng định mệnh ấy, bà lão đứng tiễn ông như bao lần. Ông lão vào rừng đây à, nhớ đi lại cẩn thận nha. Ông lão cẩn thận dặn dò. Tôi vào rừng đây, tôi sẽ sớm về thôi. Bà ở nhà nhớ cẩn thận. Mắt kém thì đừng có đi đâu xa. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bà rồi đấy. Bà chịu khó ăn nhiều một chút nha. Thường bà kém mắt lại yếu hơn mình, ông lão luôn bảo bà ở nhà, không dám để bà cùng mình đi vào rừng. Bà lão cũng thấp thỏm lo âu vì mình ông vào rừng mà bà cũng không yên tâm. Dẫu không muốn, nhưng hoàn cảnh của ông bà bây giờ buộc ông phải làm vậy. Mặc dù đã rất già, ông lão vẫn phải đi vào núi để nhặt củi bán, làm kế sinh nhai. Cũng nhờ vậy mà ông bà nương tựa vào nhau sống êm đềm qua ngày tháng. Dẫu rằng có hơi vất vả một chút, nhưng hai người lại càng vì thế mà thương yêu nhau nhiều hơn. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, ông lão cầm củi nhặt được một phát củi lớn. Ông nghĩ thầm, phát củi này chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền hơn mọi khi. Ông nhìn bó củi, thở phào, rồi khuôn mặt vui vẻ hẳn lên. Cuối cùng thì cũng xong. Cũng may nhờ trận mưa đêm qua mà cành khô rụng xuống nhiều quá. Vậy mà mình cứ lo lắng mãi. Chắc bà lão cũng không ngờ mình kiếm được những cành củi chắc nịch như thế này. Khi đã lấy xong củi, ông lão chợt nghĩ rằng: chà, bà lão nhà mình rất thích nấm. Bây giờ còn sớm, ta phải đi hái cho bà lão một ít mới được. Nghĩ vậy, với bó củi cột chặt sau lưng, ông lão cầm củi tìm nhặt từng chiếc nấm. Nhìn những cây nấm tươi ngon, ông lại càng thấy thích thú hơn. Ông hình dung tới lúc bà lão vui vẻ khi nhìn thấy những cây nấm này mà ông lại càng cố gắng nhặt được nhiều hơn. Và cứ như vậy, không để ý nên ông lão càng ngày càng đi sâu vào rừng hơn. Nhiều rồi đấy, toàn là nấm ngon thôi. Lần này chắc là đủ rồi, bà lão sẽ thích lắm cho bà xem. Giờ thì về nhà thôi, bà ấy chắc là đang mong lắm. Lúc này ngẩng lên, ông cụ mới chợt hốt hoảng vì con đường mòn biến mất. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh. Ôi trời ơi, thôi chết rồi, ta đã đi quá xa rồi. Giờ biết đường nào để về nhà đây? Ông đã bị lạc trong rừng. Trời hôm đó lại rất nóng và ông cảm thấy khát kinh khủng. May mắn làm sao, khi đang loay hoay tìm con đường mòn nhỏ về nhà thì ông nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ông đã thấy một dòng suối nhỏ. Có tiếng nước chảy, thật là may mắn quá. Ta đang khát khô cả họng đây. Cụ ông nhanh chóng tiến về phía trước. Dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ông liền tháo bó củi, để túi nấm trên bờ, rồi chậm chạp xuống suối. Vẻ mặt ông lão hân hoan hẳn lên. Ơn trời, nước mát và trong lành làm sao. Ông vụt nước đầy hai lòng bàn tay và uống ngon lành. Bỗng nhiên, ông cảm thấy mình khỏe hơn hẳn. Ông uống thêm một ngụm nữa và một lần nữa ý thức được sức mạnh trẻ trung của mình. Điều kỳ diệu nữa xảy ra, đó là mặt ông bây giờ là gương mặt của một chàng trai trẻ. Những nếp nhăn trên mặt đã biến mất, mái tóc bạc đã trở nên đen bóng. Nước trong và mát, ông lão cứ vụt tay xuống và uống tiếp. Dần dần, ông biến thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, cơ thể cường tráng. Ông lão lúc này đã là một chàng trai, liền nhìn lại tay chân của mình, mọi vết nhăn dấu vết của thời gian đều biến mất. Chàng trai sung sướng soi mình xuống nước. Dưới nước, bóng chàng trai trẻ dập dềnh, chàng liền reo lên sung sướng.
Thật không thể ngờ mình đã trở lại thời trai trẻ ư. Ôi khó tin quá. Có lẽ nào đây là dòng suối thần có thể cải lão hoàn đồng. Bà lão mà biết được sẽ vui lắm đây. Phải nhanh về nói với bà lão mới được. Chàng trai bước lên bờ, phầm phầm vác bó củi và túi nấm bước đi. Mặt trời lặn, màn đêm dần buông xuống khu rừng. Căn nhà nhỏ sáng ánh đèn dần dần hiện ra trước mắt ông lão. Bà cụ già ngồi cạnh bếp củi giữa nhà, chốc chốc lại quay đầu ra cửa trong ngóng. Sao ông lão giờ này vẫn chưa về? Bỗng có tiếng sột soạt ngoài cửa. Bà lão liền đứng dậy bước ra cửa. Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài sân, bà lão nhìn chàng trai chăm chăm. Chàng trai đặt bó củi xuống rồi nhanh chóng tiến lại gần phía bà lão. Bà lão hỏi: Hả? Anh là ai vậy? Xin hỏi đến nhà chúng tôi có việc gì? Là tôi đây, bà ơi. Chuyện này thật khó tin, nhưng chúng ta hãy vào nhà đã. Giọng nói này thì đúng là ông rồi. Sao ông về muộn thế? Nhanh, nhanh lên nào, ở đây lạnh lắm. Vào đi, nhanh lên. Cả hai bước vào trong nhà. Dưới ánh sáng, bà lão ngắm nghía chàng trai. Bà chợt hốt hoảng. Hả? Ông đây ư? Sao ông lại thành ra như thế này? Có phải ông lão không? Không phải. Sao lại... Chàng trai cầm tay bà cụ khẳng định. Là tôi, chứ còn ai vào đây nữa chứ? Bà lão kêu lên sửng sốt, sợ hãi. Không phải ông đâu. Buông tôi ra đi. Rồi bà cụ bưng mặt khóc nức nở. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông mau về với tôi đi mà, ông ơi. Chàng trai đỡ bà lão dậy, mỉm cười. Là tôi đây mà, bà lão. Bà bình tĩnh nghe tôi nói nè. Bà lão nín khóc, dần trấn tĩnh trở lại. Chàng trai liền kéo bà ngồi xuống cạnh bếp lửa, bắt đầu kể. Chuyện là thế này bà ạ. Sau đó, ông thuật lại cho bà nghe chuyện kỳ diệu ngày hôm nay. Câu chuyện về những cây nấm tươi ngon trong rừng, về con đường ông bị lạc và dòng suối kỳ lạ có phép màu. Sau khi chăm chú lắng nghe với vẻ tò mò, bà lão nói một cách phấn khởi. Thế à, kỳ diệu quá ông nhỉ. Nếu điều đó có thật thì ngày mai tôi phải đi đến đó để uống nước, vì tôi cũng muốn trở nên trẻ trung như ông. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau rất nhiều năm nữa. Ngày hôm sau, mặt trời lên, bà lão lọ mọ chống gậy bước theo ông vào rừng. Chàng trai đi bên cạnh đỡ bà. Bà cụ vừa đi vừa thở, chốc chốc lại đứng lại để nghỉ. Khi dòng suối hiện ra trước mặt, bà cụ chợt reo lên. Kìa ông ơi, dòng suối kia rồi. Có phải ở dòng suối thần mà ông đã uống nước không? Chàng trai gật đầu vui vẻ. Đúng vậy, chính là dòng nước mà tôi đã uống đó bà. Bà lão vội bước xuống, lấy tay vụt nước uống lấy uống để. Bà trở lại thành thiếu nữ xinh đẹp. Chàng trai đứng bên bờ nhìn vợ thích thú. Và đúng là dòng suối kỳ lạ, phép màu lại xảy ra một lần nữa. Chỉ uống một chút nước mà bà lão vụt trở thành một cô gái trẻ trung. Ông lão phải thốt lên trầm trồ. Ôi trời ơi, đúng là bà của mấy chục năm về trước rồi. Bà ơi, thật là tuyệt vời. Trông bà xinh đẹp như ngày chúng ta mới bắt đầu yêu nhau vậy. Thật như vậy sao ông? Bà lão vui vì giờ mình đã trở thành một cô gái xinh đẹp, ngượng ngùng hỏi lại. Cô gái trẻ ngắm mình dưới nước thích thú, liền lấy tay vụt nước uống liên tục. Cô đang rất khát vì đã đi qua cả một ngọn núi để đến đây. Bỗng nhiên, cô gái biến thành một đứa bé gái. Chàng trai hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, mình, dừng lại ngay, đừng có uống thêm chút nước suối nào nữa. Nhưng không kịp nữa rồi, vì muốn được trẻ trung, uống quá nhiều nước, nên bà lão đã trở về thành một đứa trẻ. Đứa bé gái nhìn tay chân mình, rồi ngắm mình dưới nước, chợt sợ hãi khóc lóc. Đứa trẻ yếu ớt, thều thào dưới chân ông. Nước suối ngọt quá, mà tôi thì khác. Tôi cứ nghĩ nếu uống nhiều thì mình sẽ trẻ lâu, sẽ trẻ mãi. Ai ngờ tham lam quá lại ra như thế này. Chàng trai nhìn đứa bé thở dài.
Thật đúng là lòng tham khó kiểm soát. Giờ thì tôi lại phải chăm sóc cho bà giống như chăm sóc một đứa trẻ ư? Tôi biết phải làm thế nào đây? Trời ơi! Người đàn ông buồn rầu quấn chặt đứa trẻ vào cái áo kimono rồi ôm nó về nhà. Từ đó trở đi, ông phải làm lụng chăm sóc người vợ hài nhi của mình trong một nỗi buồn kéo dài qua ngày tháng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!